Xin chào các bạn, chủ đề của chúng ta là bạn sẽ vươn tới phiên bản rực rỡ như thế nào. Rồi các bạn chọn tụ nha, các bạn tụ 1, tụ 2, tụ 3. Xin chào các bạn tụ 1. Chúng ta nói về chủ đề là bạn sẽ vươn tới phiên bản rực rỡ như thế nào. Các bạn có the world. Wow. Các bạn đang muốn trở thành một người như thế nào á? Bạn đang có những cái suy nghĩ, bạn đang cố gắng vươn tới. Bạn muốn phát triển bản thân của mình như thế nào? Thì mình thấy là các bạn sẽ đạt trọn vẹn 100% trở lên cho đến vượt ngoài sự mong đợi của các bạn nha. Ở đây mình thấy cái yếu tố của thế giới rất là mạnh, có nghĩa là các bạn có cơ hội được học hoặc làm việc ở nước ngoài, hoặc là các bạn sẽ có nhiều những cái chuyến đi nước ngoài nè, hoặc là các bạn sẽ phát triển được công việc của mình lớn mạnh á, có sự liên kết kết nối cộng đồng, hoặc là cái business của bạn là nó sẽ có mang tính quốc tế. Mình cảm thấy là các bạn sắp tới liền luôn nha, cái năng lượng này rất là sớm á. Bạn sẽ có sự hoàn thành trọn vẹn nè, thành công xuất sắc cho một cái điều nào đó mà bạn đang vươn tới, đang gây dựng. Mình cảm thấy là các bạn sẽ rất là hài lòng. Rồi để mình xem nha, mình ở đây là mình còn thấy được là về tinh thần của các bạn á, các bạn sẽ vươn tới một cái tần số năng lượng rất là cao, nó cũng phải là của cái joy, niềm vui trở lên đó mọi người, nó vượt luôn cả những cái gọi là acceptance, tức là vượt luôn cả cái mức tần số gọi là chấp nhận bản thân á. Bạn không những là chấp nhận bản thân của mình mà các bạn còn có thể gọi là lấy lại luôn cả những cái sự kiêu hãnh, niềm tự hào của bản thân nữa. Bạn đang rất là tự tin nha, kể cả là cái việc bạn có nhận những lời trái ngược hoặc lời chê đi chăng nữa thì mình vẫn thấy là không có tác động được với các bạn, tức là không kéo các bạn buồn xuống được. Để mình xem. Rồi, bạn cảm thấy là tràn đầy năng lượng nữa, tức là về mặt sức khỏe của các bạn, bạn thấy tăng lên nè. Rồi giống như cái cảm giác là nó rất tràn đầy sức sống, bạn có đủ năng lượng đủ năng lượng để bạn giữ vững được cái xu hướng suy nghĩ sao cho mọi việc đó là hướng về cái sự hành động, hoặc là cái sự giải quyết vấn đề, hoặc là cái sự cải thiện, hoàn thiện bạn sẽ giữ được cái nguồn năng lượng này ổn định. Ở đây mình thấy các bạn còn có những sự tham vọng nha. Cái sự tham vọng của các bạn là giống như thể hiện bản thân, hoặc là sự tham vọng được sống thành một cuộc đời á, một cuộc đời nó thoải mái, không có bị trói buộc bởi thời gian, hoặc là không có trói buộc các bạn vào trong những cái dòng suy nghĩ nào đó mà kìm hãm cái sự suy nghĩ của các bạn lại nha. Giống như là bạn đang muốn phát triển về cái gọi là cái sự hình dung, cái sự tưởng tượng á, bạn đang muốn có một cái sự thoải mái, mơ ước lớn mạnh. Mình cũng ở đây mình có bắt được một số nguồn năng lượng của các bạn không quá xem trọng về vật chất á. Các bạn thích cái sự trải nghiệm bản thân, hoặc là bạn cảm thấy nghiêng về tinh thần tâm linh, về sức ảnh hưởng, về cái truyền động lực, truyền cảm hứng, bạn chú trọng đến vấn đề này hơn. Để mình tiếp. Các bạn có 10 kiếm. 10 kiếm có những cái khoảng thời gian nhất định, tức là có một vài ngày hoặc là một vài tháng nào đó, vài ngày, vài tuần, vài tháng nào đó, các bạn giống như là bạn dành thời gian đó để bạn đối mặt luôn, bạn đối diện luôn với tất cả những cái sự suy nghĩ bên trong á, giống như là bạn đánh giá tổng quát lại bản thân của mình, bạn sẽ đánh giá toàn bộ lại tất cả những gì bạn trải qua từ lúc các bạn còn nhỏ cho đến lúc các bạn
Lớn lên các bạn đi làm việc như thế nào, rồi các bạn có những sự trải nghiệm nào trong công việc, trong cuộc sống. Bạn đã từng có những cái hành động nào, bạn đã từng có những cái lời nói nào, rồi nó có gây tổn thương cho bản thân các bạn hay không, hay là gây tổn thương cho mọi người. Giống như các bạn đánh giá lại hết á, rồi các bạn xem xét rằng là nếu sống như thế thì sẽ dẫn các bạn đi đến đâu, và nếu các bạn không sống như thế, bạn chọn một cách khác thì sẽ dẫn các bạn đi đến đâu, giống như là bạn có sự phân tích, so sánh, cân nhắc. Đôi khi á, một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng như mình nói, tự nhiên các bạn hơi có những cái sự dao động nè, suy nghĩ nè, nhưng không có phải là các bạn tiêu cực nha, tại vì giống như các bạn đã hiểu cái cuộc sống á, nó vận hành như thế nào rồi à, nó có những cái sự tác động của vũ trụ và cuộc sống các bạn như thế nào, cho nên cái này giống như các bạn bạn overview á, bạn xem xét lại hết mọi thứ rồi các bạn định ra cái hướng á, tương lai mình sẽ phát triển như thế nào. Rồi năng lực của các bạn rất là mạnh, nhưng mà bạn sẽ sử dụng năng lực mạnh này để bạn làm cái gì? Ý là đây là cái câu hỏi mà mình đang hỏi thay các bạn, tức là các bạn đang tự hỏi chính bản thân của mình như vậy á. Phát triển theo cách cũ thì liệu có phải là điều bạn thích không? Bạn cũng không, giống như bạn cũng không thích cái sự kỳ vọng của người khác á, bạn sẽ chọn cái cách phát triển riêng của bạn nha. Năng lực của các bạn rất mạnh và bạn có khả năng có sức ảnh hưởng ra ngoài thế giới nữa. Bạn sẽ vươn tới cái phiên bản mà chính bạn lựa chọn nha. Bạn có những suy nghĩ riêng. Các bạn có Five of Cups. Mình thấy á, 5 cái cốc, chỉ 4 cái cốc còn nguyên, đựng đá năng lượng ở trong đó. Chỉ có một cái cốc là nó bị ngã xuống mà thôi. Five of Cups này là các bạn sẽ có sự buông bỏ một cái điều nào đó nè. Chẳng hạn như là bạn đã chọn một cái con đường mới á, thì chắc chắn là bạn cũng sẽ có buông bỏ một cái điều gì đó, cho dù là cho dù cái điều mà các bạn buông bỏ nó có phải là cái tiêu chuẩn mà bên ngoài xã hội họ đánh giá hay không á. Giống như đánh giá cái điều đó là ưu tú đi chăng nữa, nhưng một khi mà bạn đã chọn cái con đường của bạn rồi thì bạn cũng sẽ buông bỏ cái điều đó luôn, chẳng hạn như là chức vụ nè, địa vị nè, hoặc là một cái cám dỗ có thật là nhiều tiền đấy. Thì giống như bạn đã lựa chọn con đường của bạn rồi, bạn sẽ buông bỏ cái điều đó. Tuyệt vời, đây không phải là một điều dễ làm, nhưng mà rõ ràng các bạn đã làm được khác. Một điều khó làm nhưng bạn đã làm được. Nhưng bù lại nha, con đường bạn chọn thì nó vẫn là một con đường có được sự hướng dẫn dẫn dắt, vẫn là con đường tràn đầy sức sống luôn. Tại bốn cái ly á, bốn cái ly còn nguyên là bốn cái ly đựng đá năng lượng ở trong đó. Cái ly mà đổ xuống mình đâu thấy có cái gì trống đâu, cho nên bạn đang đúng á, cứ tiếp tục. Phiên bản rực rỡ mà bạn trở thành chính là bạn đang đúng á, bạn đã lựa chọn đúng, rất phù hợp với bạn, và đó là cái phiên bản đúng với cái sự lựa chọn của các bạn luôn. Vậy thì có thể nói là các bạn là người rất là lý trí. Các bạn có Knave of Cups nha. Phiên bản rực rỡ mà bạn đang trở thành chắc chắn á, có yếu tố lãng mạn nè, sáng tạo nè, nghệ thuật ở trong đó. Bạn là người có năng khiếu về cái đẹp, năng khiếu về nghệ thuật, đảm bảo luôn á. Các bạn có một cái sự nhạy cảm cao với lại cái sáng tạo và nghệ thuật, cái gì đó nó đi vào trong cái cảm xúc, vào trong tinh thần, đó chính là sở trường của bạn á. Cho nên sắp tới tương lai là bạn cũng sẽ làm việc gì đó, chắc chắn là nó sẽ có liên quan đến cảm xúc, đến tâm lý, liên quan đến sự sáng tạo, liên quan đến lòng trắc ẩn, liên quan đến gọi là khơi nguồn cảm xúc sáng tạo rất nhiều, nghệ thuật. Queen of Crystal. Wow, các bạn sẽ rất thành công nha. Phiên bản bạn đang vươn tới á, là một phiên bản rất là thành công á, vững vàng, ổn định, chắc chắn, lâu dài, bền vững.
kiên định đó, những từ mình đang rất là mô tả về mấy bạn á. Có sự thành công vững về phương tiện tiền tài vật chất luôn. Có thể là bạn sẽ tìm được một cái nơi rất là ổn định cố định ha, từ cái nơi đó bạn sẽ phát triển mọi thứ có nền tảng nền móng vững chắc. Bạn có một là bản thân các bạn có sức mạnh rất là mạnh á, tính cách mạnh mẽ, tính cách kiên định hoặc là không sợ đơn độc. Hai là các bạn sẽ có một người bạn hoặc hoặc nhiều người bạn, trong đó bạn sẽ có người bạn là rất mạnh, rất đồng hành cùng với bạn, trung thành với bạn và rất yêu thương các bạn, rất là chân thành với bạn, nhưng mà người đó năng lực cũng sẽ rất mạnh luôn nha. Mình tiếp. Các bạn có eight of swords. Bạn sẽ còn mất một khoảng thời gian nữa. Cái khoảng thời gian này nó là ngắn hay dài thì nó lại phụ thuộc vào cái sự chuyển hóa của bạn, phụ thuộc vào cái cách bạn làm gì để có được cái sự chuyển hóa nha mọi người. Tức là bạn vẫn còn đối diện với những cái khiến bạn suy nghĩ nhiều, hoặc là những cái sự suy nghĩ nào đó bạn chưa có thông suốt. Bạn còn bị vướng mắc trong một cái sự suy nghĩ cho một vấn đề nào đó, thì cái điều này bạn có khả năng chuyển hóa, nhưng như mình nói, chuyển hóa được nhanh hay chậm, chuyển hóa được trong vòng vài giờ vài ngày hay là bạn phải mất nhiều tháng để chuyển hóa, thì nó lại rất phụ thuộc vào cái sự cởi mở, cái sự đón nhận, cái sự tiếp nhận của bạn, hoặc là cái sự nỗ lực mãnh liệt của bạn, bạn làm gì để đưa đến cái sự chuyển hóa. Wow, cho nên là đây giống như là còn vướng một sự thử thách nữa của bạn á. Rồi, two of wands hả? Công việc của bạn là đang trong cái giai đoạn suy nghĩ thận trọng hơn, cẩn trọng hơn, tính toán, lập kế hoạch để phát triển. Các bạn có five of wands. Bạn có năng lực rất là mạnh. Cái sở trường của bạn thì nó lại về nghệ thuật nha mọi người, nghệ thuật sự lãng mạn, tâm lý, tinh thần. Cho nên là bạn sẽ không có bạn không thích, hoặc là mình thấy có vẻ bạn không thích thì đúng hơn, bạn không thích xử lý những cái vấn đề nó liên quan đến hỗn loạn, nó liên quan đến cạnh tranh, nó liên quan đến cái sự khô khan, cộc cằn, là bạn không thích xử lý những cái vấn đề như vậy, không thích. Cho nên nếu mà đối diện với những cái vấn đề phải suy nghĩ nhiều, hoặc cái vấn dịch đề gì đó rối, hoặc là phải hối thúc các bạn á, thì dường như là bạn không thích, bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng mà mình thấy nó cũng nhỏ chứ nó không lớn. The Moon. Các bạn tụ một là người có năng lực rất mạnh, năng lực của bạn là The World. Cho nên á, nhưng các bạn lại vẫn còn đang vướng một phần ở giai đoạn bóng tối linh hồn, chẳng hạn nha. Giai đoạn bóng tối linh hồn của bạn, bạn có thể vượt qua được 70 80%, nhưng nó vẫn còn 10 20% nha mọi người. Vẫn còn 20 10 đến 30% đó. Là cho nên á, trong cái giai đoạn này sẽ có một số ngày nào đó, và những cái ngày, hoặc là khi bạn đối diện với cái việc á, mà nó kích hoạt cái tính cách nóng nảy, tính cách thẳng thắn, hoặc là tính cách cạnh tranh của bạn, thì bạn sẽ có những cái suy nghĩ giống như là tự nhiên bạn đi suy nghĩ, bạn làm giới hạn bản thân của mình lại, hoặc là bạn đánh giá thấp bản thân của mình lại. Đó, toàn bộ đều là suy nghĩ của bạn, cho nên mình mới nói là bạn chưa vượt qua giai đoạn bóng tối linh hồn hoàn toàn, vượt qua năng lực cực kỳ mạnh, nhưng bạn vẫn còn 10 đến 30% giai đoạn trong bóng tối linh hồn. Cho nên trong cái giai đoạn này nhiều khi bạn không chịu, hoặc là bạn không có biết cách khai thác cái năng lực rất mạnh của bạn. Nhưng mình khẳng định lại lần nữa ha, tức là bạn năng lực rất mạnh, bạn rất tài năng, nhưng mà đôi khi bạn sẽ nghi ngờ tài năng của mình, hoặc là bạn không chịu thừa nhận tài năng của mình do
bạn vẫn còn một phần trong giai đoạn bóng tối linh hồn. Thì mình tiếp nha mọi người. Như vậy là cái phiên bản rực rỡ bạn đang hướng đến á, thực ra bạn đang đi đúng hướng, nhưng bạn sẽ còn vất vả một thời gian nha. Vất vả một thời gian để thoát khỏi hoàn toàn cái giai đoạn bóng tối linh hồn thì bạn sẽ bùng lên mạnh. Bùng lên mạnh, bạn có thể phát triển lớn mạnh, mang tính quốc tế. Nhưng như mình nói, bạn chuyển hóa được cái giai đoạn này nhanh hay chậm phụ thuộc vào bạn rất là nhiều. Justice, sự công bằng công lý đang đến với các bạn. Cái này cũng có thể gọi là bánh xe cuộc sống xoay chuyển, cũng có thể gọi là nhân quả nghiệp báo. Cho nên là cái sự công bằng đang rất là đến với các bạn nha, hoặc là đang có một cái sự xoay chuyển cho các bạn. Các bạn lột xác hoặc các bạn đón chào một cái cuộc sống mới. Ở ngoài trời đang mưa, mọi người sẽ bắt đầu hơi ồn nha. Các bạn có thông điệp màu nhiệm trong từng khoảnh khắc. Bạn cứ sống thật chất trong từng khoảnh khắc là bạn đang đúng á. Hãy loại bỏ tất cả những cái khiến cho bạn bị so lãng, bị phân mảnh. Nghĩa là bạn dẹp hết qua một bên những cái gọi làm cho các bạn nóng nảy, nó bực bội nè. Bạn đang rất đúng luôn. Tạo ra một cuộc sống xung quanh những gì bạn thích làm. Wow. Cái này là bạn xây dựng thiên đường cho riêng bản thân của bạn. Tăng cường tự tin đối mặt thách thức. Tập trung vào bản thân á, để lấy lại sự tự tin. Nhận diện và chấp nhận vẻ đẹp của chính mình. Tìm kiếm giải pháp mới mẻ để giải quyết vấn đề. Tại vì mình nói rồi, bạn rất là tài năng. Bạn sẽ tạo ra được một cuộc sống a long and happy life, một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc nha. Wow, tuyệt vời. Mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ 1. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 2. Mình để đây nha. Chúng ta nói về chủ đề là bạn sẽ vươn tới phiên bản rực rỡ như thế nào. Các bạn có The Hermit. Các bạn còn nhiều. Thứ nhất là các bạn đang trong giai đoạn có những cái sự bí ẩn, những cái gọi là ẩn sĩ nè, những cái gọi là huyền bí. Có luôn, có nghĩa là trong cái giai đoạn bạn còn rất yêu thích cái việc hành trình tìm về nội tâm bên trong, hành trình tìm lại đúng con người thật của mình, hoặc là hành trình các bạn khám phá ra tài năng của bản thân, hoặc là hành trình muốn phát triển tiến hóa mạnh trên con đường tâm linh. Đây là một cái cuộc sống bạn rất là vươn tới, bởi ở nơi bạn có một cái sự khao khát, hoặc là khi bạn càng hướng đến tâm linh, càng quay lại tập trung vào bản thân thì bạn lại cảm thấy cái gì đó nó phù hợp, nó đúng, nó an toàn. Một cái cảm giác nó rất là thanh thản, bình an. Giống như các bạn không còn thích cái cảm giác là giống như địa vị cao, sự hào nhoáng, cạnh tranh đó. Giống như cái cảm giác đó, cho dù khi bạn nghĩ đến là bạn sẽ có thể có được nhiều thứ, bạn cũng có thể làm được. Nhưng
bạn suy nghĩ sâu hơn nữa thì tự nhiên bạn lại cảm thấy bạn chọn cái con đường mà nó hơi ẩn sĩ một chút, nó hơi lặng lẽ một chút, có gì đó nó phát triển mạnh về tinh thần, về tâm linh, tự nhiên bạn lại cảm thấy là thanh thản hơn, và có vẻ bạn sẽ hướng theo con đường này thật là mạnh. Năng lượng của các bạn còn nhiều cái lắm, còn nhiều cái bí ẩn, giống như bạn bạn chưa có thật là mãnh liệt, hoặc là chưa đủ cái gì ta gọi là chưa thật mãnh liệt lắm để khai thác tài năng của bạn nha. Chẳng hạn như là tài năng cho những gì mà bây giờ bạn lựa chọn á, chứ mình không có nói là tài năng năng lực cho những thứ trong quá khứ, cho con người mới của bạn nè, cho hành trình mới của bạn, mà có cái gì đó khiến bạn chưa có được mãnh liệt lắm. Có lẽ chỉ có thể là spirit guide của bạn á, các thiên thần bảo hộ của bạn, bậc thầy hướng dẫn tâm linh của bạn thì mới có thể hiểu được bạn thôi. Mình tới. Trời, just like, dường như có vẻ các bạn đang đi rất là đúng á. Thật ra mọi người sẽ không thể nhận xét được về các bạn nha. Chẳng hạn như mọi người thấy rằng, ồ, tại sao bạn lại có nhiều nguồn lực như thế? Tại sao bạn lại có nhiều cái tài năng năng khiếu sở trường như thế, mà tại sao chưa thấy bạn ứng dụng nó một cách nó nổi bật lên? Nó sẽ có hai trường hợp. Một là bạn đang âm thầm lặng lẽ phát triển tiến hóa, có những kế hoạch riêng, do tính cách của bạn không có thích ồn ào phô trương. Hai là giống như bạn chưa có chịu thừa nhận lắm, chưa thừa nhận lắm về bản thân, tức là giống như bạn cần cần thêm cái gì đó. Rồi mình đang thấy là bạn đang rất là đúng hướng á, bạn yên tâm nha, rất đúng hướng, bạn đang làm đúng, phù hợp, bạn đang nhận được cái nhân quả tốt, bạn đang có những cái sự công bằng, công lý đến với cuộc đời bạn, rất là tuyệt vời á. Tính cách của bạn cũng là người rất là công bằng, trọng sự thật nè. Tính cách của các bạn cũng là rất là sống thật với bản thân của mình. Bạn có đủ bản lĩnh, đủ tài năng để có những cái sự nhận định, phán xét, xử lý mọi việc nó công bằng luôn. Tức là bạn cũng đem đến cái sự công bằng cho người khác á. Bản lĩnh tài năng của bạn rất là cao. Bạn có quá nhiều cái để khâm phục, nhưng mà bạn sẽ chọn cái con đường riêng, hoặc là một con đường nó rất là ẩn sĩ, hoặc là một con đường sẽ không ồn ào phô trương. Rồi, hôm nay mình đang tiếp xúc với các bạn tụ một tụ hai đều rất là ấn tượng á. Y trời ơi, muôn trai con mặt trăng, các bạn giống như con cưng á, con cưng của mặt trăng. Bạn là người có khả năng tâm linh nổi bật, bạn có sứ mệnh tâm linh nổi bật. Và bạn sẽ còn tiến hóa rất mạnh á, và sứ mệnh rất là cao ở lĩnh vực của tâm linh nha mọi người. Tâm linh nó là một cái sự tiến hóa về nhận thức, về những cái mà các bạn sẽ có nhiều nhiều mảng lắm, mảng hiểu về vũ trụ nè, có quy luật vũ trụ, hiểu về năng lượng, hoặc là tiến hóa về thân tâm trí thông qua yoga nè, thiền nè, rồi rất nhiều cái, rất nhiều, còn nhiều nữa mọi người, sử dụng đá năng lượng, sử dụng âm thanh vân vân, chữa lành chữa bệnh vân vân, nó có nhiều cái để nói. Và còn nữa nha, còn về bên mảng của phương đông, bên mảng phương đông là cái mình chưa biết, cho nên không có biết để đem ra làm ví dụ được. Nhưng mà các bạn có sứ mệnh rất là cao bên tâm linh á. Để mình tiếp. Phiên bản rực rỡ của các bạn là nó rất là thánh thoát. Các bạn có Two of Cups. Wow. Two of Cups là bạn sẽ nhận lại được những cái là chân thành, chân thật, tình yêu thương chân thật, true love. True love đến từ mọi người luôn, chứ không phải chỉ đến với người yêu của bạn. Mọi người dành cho bạn true love luôn ha, bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng, người thân vân vân, mọi người hết luôn đều đều sẽ đem đến cái chu lớp cho bạn, bao xung quanh các bạn là tình yêu thương chân thật.
Để mình tiếp nữa đi. Trời ơi, ủa, siết gấp khắp các bạn có đủ luôn nha. Về tình của mọi người dành cho các bạn, rồi các bạn còn có một cái tình cảm nào đó rất là khắc cốt ghi tâm. Sau mách có năng lượng của cái sự nhớ nghĩ về nhau, yêu thương, nhớ nhau nhiều, và có năng lượng của cái việc sắp có sự sum họp đoàn tụ với một ai mà bạn rất là yêu thương. Wow, mình cảm thấy nha, các bạn cứ là để bản thân của mình đừng có bị rớt xuống nguồn năng lượng thấp, hoặc là suy nghĩ nhiều, lo lắng, hay là suy nghĩ rối loạn, hay là tưởng tượng không nên á. Tức là bạn rất là mạnh, bạn có năng lực tâm linh, có sức mạnh tâm linh nữa, cho nên hãy cho bản thân của mình á hòa nhập vào cái gì đó rộng lớn bao la bên ngoài kia đó. Cái đó mới đúng á mọi người. Chẳng hạn như bạn tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, bạn hướng ra bên ngoài trời, ao hồ, sông suối biển, để bạn có thể thấy là linh hồn của bạn có sự tích hợp hòa nhập với sự bao la rộng lớn của biển cả, hoặc là của cái sự rộng lớn bên ngoài thiên nhiên á, nên cái đó là cực kỳ phù hợp với bạn nha. Còn như nhốt mình ở nhà rồi chỉ tập trung vào điều tiêu cực á, là nó không phù hợp với bạn á, không nên. Bạn làm cho năng lượng của bạn mạnh á, chứ đừng đừng kìm hãm năng lượng của mình lại, và cũng đừng quên bạn có sứ mệnh tâm linh, và cũng đừng quên cái nhiệm vụ là bạn phải nâng cao cái năng lượng của mình lên. Các bạn có tree of pentacle, wow, kể cả phiên bản mà bạn đang vươn tới á, là một cái sự hòa nhập với cộng đồng, bạn bước ra ngoài nhiều hơn, bạn kết nối với mọi người rất là nhiều ha, khắp mọi nơi. Mình thấy các bạn có sự cải thiện về về mặt phương tiện, tiền tài, vật chất luôn nha mọi người. Đời sống vật chất á, sự thịnh vượng, có sự cải thiện luôn, có những sự hợp tác tốt, có những sự hỗ trợ tương trợ lẫn nhau, có những sự giúp đỡ nhau, giúp đỡ về những cái sự những cái vấn đề thực tế trong cuộc sống á. Các bạn có the moon, các bạn có the moon. Rồi, tức là đôi khi ôi trời, the heuristic, the moon, the heuristic, ôi trời, cái mảng về tâm linh của các bạn rất mạnh. Sở trường của bạn là khám phá thế giới bên trong tâm hồn, khám phá về tinh thần, về nội tâm, về tâm lý, khám phá về cái gọi là những vấn đề của linh hồn. Đó sở trường của bạn á, đó là trách nhiệm, nhiệm vụ, sứ mệnh của các bạn luôn. Trực giác các bạn rất là cao, những cái luân sao về tâm linh của các bạn phát triển lớn mạnh. Bạn có khả năng độc lập luôn nha, tức là khả năng quản lý, lãnh đạo, làm chủ, bạn có năng lực này luôn nhé. Sorry mấy bạn tụ hai á, trời bắt đầu mưa lớn lên á, các bạn sẽ nghe tiếng mưa hơi ồn nha. Rồi. Wow, the sun, wow, the sun. Oh, the lover, trời. Các bạn tụ hai á sẽ rất là xuất sắc cho sự phát triển bản thân của bạn. Bạn sẽ tràn đầy năng lượng, năng lượng các bạn càng mạnh nha. Sự kết nối với bạn bè, với cộng đồng càng mạnh luôn. Đây, sự sum họp đoàn tụ với người yêu của các bạn á, sự kết nối, gắn kết thật là sâu sắc hơn với người yêu của các bạn nha, với người yêu của các bạn. Còn nếu như các bạn tụ hai đang độc thân hoàn toàn thì người đến từ tiền kiếp nha mọi người. Các bạn sẽ gặp được soulmate của các bạn trong kiếp sống này, nhưng người đó là người từ tiền kiếp tìm tìm về. Rồi. Có một cái sự khuyến khích từ vũ trụ á, các bạn hãy tiếp nhận năng lượng ánh sáng mặt trời nhiều, có nghĩa là vào buổi sáng á, các bạn nên đi bộ thật nhiều để đón năng lượng ánh sáng mặt trời nhé. Tiềm năng thật sự của con người là một ẩn số, nghĩa là bạn chưa chưa khai thác hết tài năng của bạn còn nữa, hãy hãy khai thác thêm tài năng của bạn nhé. Tăng cường tự tin đối mặt với thách thức, tập trung vào
một cái nhiệm vụ. Bạn làm nhiệm vụ nào, bạn hãy hết sức là tập trung vào trong việc mà bạn đang làm. Hãy, đây, cái nào mà bạn giỏi nhất, hãy cố gắng phát huy á. Nếu bạn có đủ sự chú tâm thì mọi cánh cửa sẽ tự mở ra cho bạn. Có sự hỗ trợ từ vũ trụ, bạn cứ tập trung thôi. Vũ trụ sẽ mở đường. Làm chủ cái tôi cảm xúc. Tại vì do bạn là có sứ mệnh tâm linh á, cho nên đôi khi các bạn sẽ bị cảm xúc tấn công, nhưng bạn hãy làm chủ cảm xúc của mình. Be mindful, bạn hãy chánh niệm á. Chính cái việc chánh niệm sẽ làm các bạn giảm đi stress. Vấn đề quan trọng đó là bạn hãy tìm cách á, để khám phá ra những cái sự đam mê của mình. Niềm đam mê này của các bạn sẽ thay đổi được rất là nhiều thứ trong cuộc đời của các bạn nha. Tìm kiếm giải pháp mới mẻ để giải quyết vấn đề. Liên tục sáng tạo á, và tạo ra một cuộc sống xung quanh những gì bạn thích làm. Đây, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ 3, mình để đây nha. Chúng ta nói về chủ đề là bạn sẽ vươn tới phiên bản rực rỡ như thế nào. Các bạn có creativity, khả năng sáng tạo. Bạn sẽ làm có cơ hội để các bạn là có thể tự do sáng tạo. Có nghĩa là bạn sẽ được làm cái công việc mà bạn tha hồ sự sáng tạo luôn theo ý của các bạn. Và đây cũng là cái khoảng thời gian mà mình thấy các bạn có sự tập trung, không còn bị phân tán, bị sao lãng, không còn bị những cái tác động từ bên ngoài trích gờ các bạn. Bạn khả năng sáng tạo của các bạn là các bạn cũng nhận ra nha. Và giống như giai đoạn trước bạn chưa có toàn tâm, toàn ý, bị quá nhiều những cái bên ngoài làm cho các bạn bị sao lãng, bị chậm thời gian, hoặc là làm cho các bạn giống như cũng có một phần cái gọi là tập trung vào những cái khác, rồi các bạn bị tổn thương á, nghĩa là bạn có định hướng rõ ràng chứ không phải là không định hướng rõ ràng, nhưng mà giống như kiểu như chưa toàn tâm toàn ý, thì đây là cái khoảng thời gian mà bạn rút kinh nghiệm nhiều hơn. Những cái chuyện mà gây trích giờ các bạn, nó cũng là cho các bạn rất nhiều những cái bài học ha. Learning experience, có nghĩa là bạn học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn á, cho nên là đây là khoảng thời gian mà bạn rất là bung cái sự sáng tạo của các bạn ra. Thật ra cái khả năng sáng tạo của các bạn trong một số trường hợp cũng đã từng là một cái vấn đề mà các bạn cũng bị ganh tị đố kỵ. Nhưng mà khi các bạn vượt qua được cái điều đó thì các bạn trở thành một cái người mạnh mẽ hơn. Bạn tập trung vào sắc màu nhiều hơn nè, bạn tập trung vào trong cái gọi là rực rỡ nhiều hơn. Ví dụ như là bạn cũng có những cái sự thay đổi về hình ảnh bản thân á, là bạn có xu hướng là thể hiện nhiều hơn sắc màu tươi sáng rực rỡ. Hoặc là bạn làm trong những lĩnh vực nào đó mà cái sự sáng tạo của các bạn nó đầy cái beauty, đầy cái vẻ đẹp ở trong đó ha. Ví dụ như các bạn là bên lĩnh vực của vẽ tranh, hoặc là các bạn bên lĩnh vực của thiết kế, thì mình thấy có cái sự là sắc màu tươi sáng rực rỡ ở đây. Các bạn có khó phải sự can đảm, rất kết nối. Tức là các bạn đừng hãy nhìn vào trong cái mặt tích cực của những cái mà làm cho các bạn bị ảnh hưởng nhiều. Chẳng hạn như là các mối quan hệ có tác động đến các bạn, làm các bạn bị nổi nóng, làm các bạn tổn thương, làm các bạn bị sao lãng. Những cái vấn đề chính của bản thân á, thậm chí đôi khi còn ảnh hưởng vào trong sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất của bạn. Nhưng hãy nhìn vào một cái mặt khác, bởi vì các bạn học cái bài học từ vũ trụ đó là bài học của lòng can đảm, của
vươn lên bất chấp hoàn cảnh. Nghĩa là có bao nhiêu người là kéo các bạn xuống, gọi là vươn lên bất chấp hoàn cảnh, hoặc là những cái điều kiện nó bị thử thách, nó bị sỏi đá quá, các bạn vẫn vươn lên, vẫn nở hoa. Cho nên tất cả đều có mang một cái ý nghĩa. Thì ý nghĩa của bạn với tất cả những gì bạn trải qua đó là gì? Là bạn học được cái bài học, biết bảo vệ bản thân hơn, can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, vươn lên nở hoa bất chấp hoàn cảnh luôn. Các bạn có một món quà trời cho, một năng khiếu, là quà tặng từ vũ trụ, từ cuộc sống, là khả năng sáng tạo của các bạn đó nha. Rồi, các bạn có totality. Mình vẫn thấy các bạn vẫn còn kết nối nhiều, tức là vẫn còn những cái mối liên kết mà các bạn có, người khác không có được. Tức là quan trọng là bạn có quay về với những cái kết nối này hay không, có tập trung vào những kết nối này hay không. Chẳng hạn như là bên cạnh các bạn còn có rất nhiều người yêu thương, chân thành với bạn. Cho nên là đôi khi các bạn tập trung vào những kết nối khác, và các bạn cho rằng mình đơn độc trên hành trình, thì mình không thấy như thế. Mình thấy là các bạn không có đơn độc trên hành trình, còn nhiều kết nối chân thành nữa bao xung quanh các bạn. Chỉ khi nào các bạn tập trung, các bạn chú ý, các bạn hướng về thì bạn mới nhận ra. Cho nên ở đây giống như có một phần các bạn bị sao lãng, giống như là sao lãng vào những kết nối không hiệu quả, còn chưa tập trung lắm vào những kết nối chân thành. Thì sắp tới đây là mình thấy là dĩ nhiên là bạn nhận ra được rất là nhiều thứ rồi, và bạn sẽ tập trung vào trong những kết nối chân thành với bạn. Consciousness, wow. Các bạn có những cái tập, bạn có hướng về tâm linh, có đức tin mạnh mẽ, có sự nghiêm túc, có sự tôn nghiêm, có sự thiêng liêng ha. Ví dụ như mình thấy là theo thời gian là cái khả năng tâm linh của các bạn phát triển lớn mạnh, những cái luân xa về tâm linh, nhất là luân xa con mắt thứ ba của các bạn có sự phát triển lớn mạnh. Bạn có niềm tin hơn, kết nối nhiều hơn, hoặc là bạn hướng về nhiều hơn, giống như các bạn gọi là tin tưởng vào hơn, tin tưởng vào Phật, vào Chúa, vân vân nhiều hơn, tùy đức tin của các bạn nha. Các bạn có dành thời gian cho, các bạn có xây dựng cho những nơi gọi là thiêng liêng á, giống như bạn xây dựng cho riêng mình, hoặc là có những sự đóng góp vào những nơi khác, dành cho những nơi thiêng liêng. Chẳng hạn như là bạn xây dựng cái khu cho các bạn, là khu tâm linh của các bạn. Đây cũng là đánh dấu cái cột mốc có sự phát triển mạnh của các bạn ha, về nhận thức về tâm linh. Bạn sẽ có những cái hiểu sâu sắc về mọi vấn đề xảy ra với các bạn, luôn là có những cái ý nghĩa tâm linh, những cái ý nghĩa lớn hơn, lớn hơn là những cái ý nghĩa trần tục. Mình cảm thấy ở đây có nhiều bạn là các bạn sẽ đến cái giai đoạn có sự enlightenment, sự giác ngộ, tức là một cái sự giác ngộ, tức là đánh dấu cột mốc lại tiếp tục là một cái sự phát triển cao hơn nữa của các bạn ha, về tâm linh, nâng cao tần số nè, rồi nhận thức tăng của các bạn là đi kèm với cái sự khai mở, phát triển luân xa. Mọi người, mình nhìn thấy rõ luân xa con mắt thứ ba của các bạn tăng, chứ không phải tự nhiên mà các bạn có thể tăng được khả năng tâm linh nha. Để mình xem nè. Tức là các bạn là những người phát triển cao hơn, tiến hóa cao hơn thông qua tất cả những sự trải nghiệm của các bạn. Những sự trải nghiệm trong cuộc sống thực tế trần tục lại đưa đến cái sự tiến hóa mãnh liệt của các bạn nha. Cho nên những việc các bạn trải qua trong những việc thực tế trần tục á, là tức là những cái việc đó nó có ý nghĩa là cái phương tiện để cho các bạn tăng về mặt nhận thức, để cho các bạn là tâm huyết, toàn tâm, toàn ý, có sự phát triển mạnh về nhận thức, về tinh thần, về tâm linh, đều có cái ý nghĩa hết ha mọi người. Điểm tiếp, các bạn có letting go, các bạn thanh lọc á, ví dụ như là thanh lọc mọi thứ,
những cái gì mà gây sao lãng các bạn nè, những cái gì gây trigger các bạn, những cái gì làm cho các bạn bị nóng tính, những cái gì làm các bạn bị mất tập trung, những mối quan hệ không hiệu quả. Đấy, thì đến lúc các bạn nên có sự thanh lọc để các bạn tìm lại được cái sự bình an nè, cái sự rất là trong trẻo nè, rồi cái sự tĩnh lặng nè, cái sự nổi rõ lên những cái gì đúng và phù hợp với bạn sẽ nổi rõ lên. Thanh lọc tâm trí nè, rồi các bạn làm cho sức khỏe của mình phục hồi nè, tươi tắn hơn nè, tràn đầy sức sống hơn. Và cái sự thanh lọc thì các bạn hãy tìm hiểu nhiều về cái sự thanh lọc á, letting go, release nè, purification, làm thanh lọc từ cơ bản, tức là thanh lọc về môi trường sống nè, thanh lọc đồ đạc vật chất. Rồi sau đó là các bạn thanh lọc bằng cách là mọi thứ nó đều có những cái trật tự sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Rồi bắt đầu các bạn có những cái định hướng lại, từ từ nó sẽ mở đường cho các bạn ha. Từ từ có sự định hướng lại toàn bộ cái tương lai của mình. Rồi từ từ có những cái gọi là nổi rõ lên cho những gì đúng và phù hợp với bạn. Rồi Jen, cái này là The Wheel. Trên những sự thay đổi, bánh xe cuộc sống xoay chuyển. Cho nên là bạn yên tâm, cuộc sống nó luôn là thay đổi, luôn là vận động, luôn luôn là có sự thay đổi nguồn năng lượng ha. Cái này là quy luật rồi. Bạn lại tiếp tục vào một giai đoạn có nhiều những sự thay đổi mới, nhiều cơ hội mới, nhiều những sự biến chuyển, chuyển hóa mới. Các bạn có Ordinariness. Đây là một cái trạng thái rất là tuyệt vời á, một trạng thái ung dung tự tại, trạng thái hạnh phúc, một cái trạng thái ở mức năng lượng cao, ổn định, một trạng thái mà các bạn cảm thấy sống á, gọi là tràn ngập thiên nhiên bao xung quanh bạn. Có nhiều bạn sẽ có sự thay đổi lớn về nơi ăn, chốn ở, nơi làm việc. Bạn sẽ có sự di chuyển, chuyển đến cái nơi mà thanh bình hơn, thiên nhiên hơn, lặng lẽ hơn. Các bạn có thể là tập trung vào những gì bạn có, đất đai, nhà cửa, vườn tược, rồi đó, rồi bạn tạo ra một cái khu vườn riêng cho bản thân của mình. Và đây chính là sự lựa chọn của các bạn, một sự lựa chọn hạnh phúc, một sự lựa chọn phát triển tâm linh cao, một sự lựa chọn kết nối với thiên nhiên, một sự lựa chọn tiến hóa về tâm thức. Bạn chọn sự bình an, sự đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa. Ở đây có nhiều bạn mình thấy có khu vườn ha, vườn hoa, vườn cây. Để mình tiếp. We are the world. Sau đó là một sự phát triển rất là lớn mạnh của các bạn tụ ba. Đây có phải điều bạn mong muốn không? Chưa hẳn điều bạn mong muốn á. Giống như là bạn chọn sự thanh bình, chọn sự đơn giản. Nhưng mà bạn lại kết nối với toàn vũ trụ, toàn hành tinh trái đất. Bạn có một cái sự kỳ lạ, giống như bạn chọn đơn giản thì mọi chuyện nó sẽ phát triển một cách rất là bùng nổ. Mình thấy là các bạn có sự kết nối cộng đồng rộng lớn trên khắp hành tinh, hoặc là các bạn sẽ ngày càng hiểu hơn về sự tiến hóa, về vũ trụ, về con người, về trái đất. Cái gì đó bạn rất là phát triển lớn mạnh, hoặc là bạn phát triển rất là mạnh về tâm linh. Giống như là bạn buông bỏ hết mọi thứ tại có letting go, thả trôi hết mọi thứ, buông bỏ mọi thứ thì giống như là bạn sẽ có mọi thứ. Giống vậy á mọi người. Cho nên các bạn tụ ba là number one á, xuất sắc. Các bạn gọi enlightenment, các bạn giác ngộ cao. Các bạn có sự tiến hóa về nhận thức, về tâm linh rất cao. Các bạn gọi là đạt đến cái sự giác ngộ nó rất là thực đó mọi người. Rất là thực, mạnh nha. Bạn nội lực rất là mạnh.
Những người đơn giản là những người không đơn giản chút nào mà. Đó là những cái mà giống như các bạn, giống như là lui về ở ẩn nhưng lại phát triển, nhưng lại phát triển lớn mạnh lên khắp hành tinh. Lấy cái không không còn gì nhưng mà gọi là có tất cả. Đó là những cái mà mô tả các bạn. Mình cũng không biết phải giải thích như thế nào thêm nữa. Các bạn có suppression. Các bạn trải qua cái giai đoạn ha, mình đang nhìn thấy có rất nhiều bạn ở đây từng một thời rất là hoành tráng á, cũng là ông này bà kia nè, địa vị xã hội cao nè, chức vụ cao ha. À, nhưng mà cái điều đó các bạn bạn nhận ra là nó chỉ đem lại cái sự áp lực cho các bạn mà thôi. Bạn không chọn nó. Chứng tỏ có nhiều bạn ở đây có thể từng địa vị rất cao ha, có thể là giám đốc này, giám đốc kia. Đó, rất là dữ dội. Linking to the past, giống như là bạn không phải là những người nhớ về quá khứ mà tiêu cực nha. Cái này giống như bạn nhớ về quá khứ thì cho bạn một cái bài học, giống như là bạn hiểu cái bản chất của những cái gọi là cái hào nhoáng bên ngoài, cái địa vị vân vân, giống như bạn hiểu, bạn thấm. Cho nên là giống như bạn trải qua rồi và bạn buông bỏ đó. Các bạn là như vậy á, trải qua rồi cho nên buông bỏ. Các bạn có fighting, tính cách của các bạn đa số là nóng nảy, bộc trực, thẳng thắn. Khả năng chiến đấu cao, khả năng cạnh tranh cao. Nhưng đó tính cách của các bạn, nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ không có chọn những điều này nữa, mà bạn sẽ chọn những cái đơn giản, những cái bình thường đó, của cuộc sống. Nhưng mà bản tính thật của các bạn là những người rất là dữ dội, mạnh mẽ, khả năng chiến đấu rất là cao ha. Wow. Linking to the past có nghĩa là bạn trải qua những cái có trong quá khứ. Và khi bạn nghĩ tới là bạn cảm thấy bạn không còn thích chút nào nữa, mà thậm chí là còn cảm thấy khó chịu, bực bội khi mà nhớ về cái giai đoạn bạn đã có quá nhiều những cái sự trải nghiệm trong quá khứ. Mình vẫn còn thấy một phần các bạn chưa có thoải mái với quá khứ nha. Tại vì nếu như một cái cảnh giới cao hơn là người ta sẽ thấy, người ta không còn thấy quá khứ là nặng nề á. Các bạn cũng không phải thấy quá khứ nặng nề, nhưng mà bạn vẫn còn một cái sự giống như các bạn hơi bị chê bai cái quá khứ á, tức là những cái áp lực nặng nề này nọ. Bạn chưa có đưa về một cái trạng thái nó trung tính bình thường á, trung tính trung đạo, nó là cái vĩ đại nhất á. Các bạn có thông điệp, nếu bạn có đủ sự chú tâm thì mọi cánh cửa sẽ tự mở ra cho bạn. Wow, vũ trụ có nhìn vào các bạn nhiều lắm nha. Bạn cứ tập trung nha, bạn đang đúng á. Xuất sắc, tại vì bạn về với cái không thì bạn có tất cả. Như nãy mình nói rồi, bạn cứ tập trung, vũ trụ sẽ mở đường cho bạn. What the world need, bạn đang làm điều mà thế giới cần. Cho dù là bạn có thừa nhận chuyện này hay không, nhưng thật sự những gì bạn bạn đang làm là thế giới cần. The world rất kết nối luôn. What you love, đó là tình yêu của bạn luôn á. Thực chất bạn có nói ra nhiều hay không, nhưng thật sự những gì bạn đang làm là những gì bạn rất là tâm huyết, bạn rất là yêu. Suy nghĩ tích cực, đơn giản hóa vấn đề. Ngừng sự tư duy, tiếp xúc sự sống á. Cái này mình thấy là các bạn đang làm rồi, giống như các bạn kết nối với thiên nhiên nè. Dẫu bạn đi bất kỳ theo con đường nào, hãy mang yoga theo cùng bạn. Vũ trụ mong muốn các bạn học thêm bộ môn yoga, nhận diện, chấp nhận vẻ đẹp của chính mình. Hãy giống như một cái cây khi theo đuổi sự nghiệp của bạn, đứng vững bám chắc, vươn về phía trước, thuận theo gió, học cách tĩnh tâm. Đằng sau còn một thông điệp nữa là thử một thách thức, chấp nhận hoàn toàn bản thân và mọi việc ít nhất trong 24 giờ sẽ làm cho các bạn
rất là nhẹ nhàng và rất là thả lỏng bản thân của mình luôn. Tìm kiếm giải pháp mới mẻ giải quyết vấn đề, cứ liên tục nhìn tất cả những việc mình đang đối diện cứ theo một cách khác thử. Đó chính là lời khuyên từ vũ trụ. Mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụ ba. Cảm ơn các bạn rất nhiều.